Sư nghĩ sao về hiện tượng lưu xuất xá lợi cũng như việc xá lợi rơi từ trên hư không xuống và được bảo rằng cho chư thiên? Quý vị nghe cho rõ nha. Cách đây không lâu, trong một cái buổi nói chuyện giữa các vị sư với nhau, sư nghe một cái thông tin động trời. Tức là ở một ngôi chùa ở Việt Nam đã áp dụng một cái chiến thuật, đó là để cho người cư sĩ đó họ làm lễ ở dưới, họ lạy nọ ở dưới, rồi những vị ở ở cái ngôi chùa đó họ phù phép như thế nào đó, họ lập cơ quan hoặc là họ cho cái người người khác họ làm. Nói chung là sư không có hỏi cụ thể họ làm như thế nào, nhưng mà họ có làm chuyện này. Tức là họ làm cho những cái viên nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ ở trên rơi xuống. Và họ nói là chư thiên lưu xuất xá lợi trên hư không rơi xuống. Nhưng đó là do một bàn tay ở sau lưng đạo diễn, do con người làm. Sư nghe sư chưng hửng. Thì cái chuyện mà quý vị hỏi, cái chuyện mà lưu xuất xá lợi hoặc là xá lợi ở trên mà nó rớt xuống thì nó phải coi lại, phải coi lại. Quý vị biết ảo thuật không? Mấy trò ảo thuật đường phố đó có rất là nhiều những cái tương tự như vậy, thì sư không thể ngờ được là họ đem những cái trò, những cái mánh khóe ảo thuật đó họ đem vào ở trong chùa chiền để họ buông thần bán thánh. Chỉ có điều là do một cái do một vài cái nguyên nhân cho nên là sư chưa kịp hỏi, chưa kịp hỏi mà cụ thể hơn. Tức là cái chuyện mà mấy cái chuyện mà nó tự nó nở ra hoặc ở trên mà nó quăng nó rớt xuống, có một bàn tay sau lưng đạo diễn, nhớ dùm chuyện đó. Thành ra bớt tin đi, bớt tin đi.